nổi lên nhanh như một cơn gió trong làng giải trí với danh xưng mỹ miều hot girl, rồi bất ngờ biến mất như hoàn toàn. Ngày cuối cùng xuất hiện trước công chúng lại là ngày đứng trước vành móng ngựa. Cô hot girl ngày nào khiến tất cả bất ngờ khi nằm trong đường dây liên quan đến vụ án sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép ma túy lớn nhất Việt Nam. Ông trùm cùng 4 đồng phạm lĩnh án tử hình, cùng với đó là hàng loạt án chung thân. Chỉ một người được hưởng mức án nhẹ nhất là người tình, người vợ không hôn thú của kẻ cầm đầu. Thời gian lúc đầu bị bắt, tôi nghĩ chỉ là một giấc mơ thôi. Lúc tôi mở mắt ra tôi nói, chỉ đây chỉ là một giấc mơ, không phải thật. Nếu như ngày đó hai vợ chồng suy nghĩ dừng sớm thì chắc không phải như vậy. Tôi không có nhìn thấy anh, tại vì tại sao anh có thể lừa tôi như vậy, có thể để cho tôi phải chọn để đi vào con đường mà tắt cho bản thân, tất cả một cái là điểm chấm dứt cho bản thân. Như thế tôi đã từng nói với anh rằng tôi hận anh rất nhiều. Một mình từ Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm ánh hào quang của cuộc đời, cái tên Ngọc Mưu gắn với sự chìm nổi, có tất cả rồi mất tất cả. Mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống viên mãn, bất chấp được xây dựng từ những đồng tiền tội lỗi, đã nhanh chóng nhấn chìm một con người luôn mang trong mình ý nghĩ về sự đổi đời. Nếu như được lựa chọn lại, thì em vẫn lựa chọn mình làm Ngọc Mưu. Mình đạt được những điều gì mình mong muốn và ước muốn. Nhưng có thể rằng con đường mình chọn sẽ khác. Nếu như con đường mình đi, mình đã đi rồi thì không bao giờ quay đầu lại. Là một người phụ nữ đã quyết định chọn con đường của mình thì phải mạnh mẽ để mà đi tiếp. Khi chuyên án 516E của Công an quận Bình Thạnh khép lại, cũng là lúc lần lượt những chiếc mặt nạ bị tước bỏ. Chiếc mặt nạ về cuộc sống sang chảnh của những hot girl, của những ông trùm sản xuất ma túy, kéo theo hàng loạt sự đổ vỡ từ những vết trượt dài. Là mắt xích cuối cùng bị điều tra và bắt giữ trong vụ án sản xuất và mua bán tàng trữ trái phép hơn 200kg ma túy do Trần Ngọc Hiếu, tức Văn Kính Dương cầm đầu. Vũ Hoàng Anh Ngọc được nhiều người biết đến với tên gọi Hot Girl Ngọc Mưu, bị tuyên án 16 năm tù. Đây là phạm nhân duy nhất được hưởng án số trong vụ án có đến 5 án tử hình và 4 án chung thân. Thời khắc của cuộc đời khi đứng trước vành móng ngựa chờ tuyên án, cận kề giữa một bên là sự sống, một bên là cái chết. Tất cả những mảng ký ức đen tối ấy như những hơi thở dồn dập vẫn từng ngày đè nặng lên nữ phạm nhân này. Mọi người bị tuyên án tử hình, chung thân, mình cảm thấy vừa đau lòng cho tất cả những người thân của mình. Họ bị tuyên án ngay trước mắt của mình mà mình không thể làm được gì. Và đến mình cũng lo cho bản thân mình, không biết rằng mình sẽ lãnh án bao nhiêu, mình sẽ con đường của mình sẽ như thế nào. Và khi tuyên án 16 năm, thực sự cũng mừng. Tại vì mình còn cơ hội để mà mình quay về, để mình có thể suy nghĩ con đường phía trước. Mình có thể làm tròn được tất cả mọi điều mà trước đây mình chưa bao giờ mình làm. Ở tuổi 18, bỏ qua lời can ngăn của gia đình, trong suy nghĩ của Ngọc Mưu lúc nào cũng có một ma lực thúc đẩy tìm đến miền đất hứa để nhanh chóng có cơ hội đổi đời.
Cuộc sống đã mỉm cười khi trao cho Ngọc những mối quan hệ đủ tốt để biến cô thành một hot girl nhiều người biết đến. Khi sự nghiệp, danh tiếng thăng hoa nhất cũng là lúc Ngọc chia tay với người chồng đầu tiên cùng đứa con của mình. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, dễ có thì cũng dễ mất. Ngọc vấp vào Văn Kính Dương bởi một tình yêu mù quáng. Cho dù biết ông trùm ma túy đã có gia đình, nhưng vẫn bất chấp tất cả. Tôi là người vợ thứ ba của anh. Người có thể nói rằng là chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng mọi người không ai sống trong hoàn cảnh của tôi. Không ai trải nghiệm cuộc sống của tôi. Và không ai hiểu anh như tôi. Những người phụ nữ bước vào đời của anh, tất cả những người đó anh đã chia tay rồi. Và tôi là người phụ nữ, cho dù là đến sau, nhưng tôi không lấy đi của ai cái gì. Chưa một lần đám cưới. Và đến cả thời gian sống với nhau, đến tên thật của anh tôi cũng không biết. Nhưng tôi thương anh và yêu anh rất nhiều. Nên tôi đã giúp đỡ chồng đem số ma túy đi cất giữ. Số ma túy là 3.500 viên. Mình lúc đó tôi chỉ có thể suy nghĩ được rằng là tôi sẽ vì anh. Vì anh. Để có thể làm được tất cả mọi thứ. Nếu như được lựa chọn. Bỏ qua danh tiếng hot girl, Ngọc Miu biến mất khỏi làng giải trí, chấp nhận lui về phía sau để chung sống với người chồng hờ. Kết quả của cuộc tình ngỡ như được số phận sắp xếp trong giàu sang nhung lụa nhanh chóng kết thúc, để thay vào đó là sự trừng phạt của pháp luật. Không đi quảng cáo, cũng không quay ngoại cảnh cho ca sĩ nữa. Thời gian đó là tôi mới sanh con. Con tôi mới được 10 tháng tuổi. Lúc tôi bị bắt là con tôi mới 10 tháng tuổi. Tôi mới sanh cháu, nên tôi nghĩ tôi sẽ dành thời gian cho cháu, cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng mong muốn của tôi cũng không thành. Cháu mới 10 tháng tuổi thì hai vợ chồng cùng xảy ra chuyện như vậy. Tan nát hết mọi thứ. Và rồi cháu bây giờ để cho ông bà ngoại nuôi, xa con như vậy. Tôi cũng muốn, tại vì không thể làm trọn trách nhiệm của người mẹ, người cha. Vì một phút mà bản thân chúng tôi mà để cho con tôi mất mát quá nhiều thứ. Quãng thời gian chìm đắm trong cuộc sống như những ông hoàng bà chúa của Ngọc Miu quá ngắn ngủi khi đặt lên bàn cân với bản án 16 năm tù. Nhưng đó là bài học thích đáng với những kẻ ôm mộng làm giàu từ cái chết trắng, sẵn sàng đặt bản án tử vào tay người khác để đổi lấy sự xa hoa của bản thân. Những gia đình tan nát, những kiếp người thân tàn ma dại, liệu họ có tha thứ cho những cái tên như Ngọc Miu, Văn Kính Dương? Ma túy là cuộc chơi không có đường lùi. Ma túy là một thứ khi tất cả mọi người bước chân vào rồi rất khó bước chân ra. Cái vòng xoay đồng tiền của ma túy nó là mở mắt hết tất cả mọi thứ. Nó như là một thứ một lời 10. Khi các bạn đã xài những đồng tiền như vậy là các bạn đã vào vòng xoáy rồi, rất khó rút chân ra. Tại vì ma túy không phải rằng muốn bước vào, nói bước ra là sẽ ra được, rất khó. Thói đời khi đã đủ đầy lại muốn nhiều hơn nữa, khi đã giàu sang lại càng muốn giàu hơn nữa. Danh xưng hot girl là chưa đủ, Ngọc Miu muốn nhiều hơn thế, muốn thực sự trở thành người đàn bà uy quyền, chỉ đứng sau một mình ông trùm Văn Kính Dương. Mà trên hết thảy mọi người, Văn Kính Dương đã cho Ngọc Miu tất cả và cũng thẳng tay tước đoạt tất cả. Hai cái tên, hai số phận với tột cùng tình yêu và uất hận. Ngày em về, em sẽ... Nếu như anh còn sống, em sẽ đứng trước với anh. Mong rằng có thể ôm anh được một lần nữa. Và những gì em hứa, em sẽ làm. Em sẽ cho con một tương lai mà anh mong muốn. Cũng sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận mà anh chưa làm được.
người phụ nữ vì khi xa gia đình, xa con, nên là khi bản thân vào trại thì những người phụ nữ họ cũng yếu đuối hơn. Nên bản thân cán bộ quản giáo thì phải thường xuyên gặp gỡ để mà gặp gỡ, rồi nhắc nhở, rồi giáo dục họ để họ an tâm cải tạo tốt hơn. Khi vào trại thì ban đầu cái tư tưởng ban đầu của Phạm Nhân Ngọc cũng là có một cái suy nghĩ án mình dài quá nên chấp hành thời gian chấp hành như thế nào, có đường về không. Đấy. Nhưng mà được sau khi được cán bộ quản giáo rồi là các bộ phận khác cũng gặp gỡ và động viên và giáo dục thì Phạm Nhân Ngọc cũng thấy là cũng an tâm tư tưởng và xác định được là con đường cải tạo để chấp hành tốt để sớm về với gia đình và xã hội. Nghiệt ngã, đau xót hơn cả, đứa con chung của Ngọc Mưu có cùng Văn Kính Dương, không biết có cơ hội được nhìn thấy mặt bố hay không. Còn những lần thăm gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi đến khi trưởng thành, liệu đứa bé có đủ lòng vị tha, chấp nhận tha thứ cho một người mẹ đầy tội lỗi? Chỉ có thời gian mới có câu trả lời. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng khiến sự dày vò, ân hận là không giới hạn. Nói về có lỗi đối với gia đình của tôi thì nó chính là con của tôi. Đó là tôi có lỗi lớn nhất với đứa nhỏ. Đã không làm tròn trách nhiệm, đã không làm tròn bổn phận với con của mình. Rồi nói hơn là rằng đến bố mẹ chồng, bố mẹ tôi. Thực sự hai vợ chồng tôi thì chưa một ai làm tròn trách nhiệm với cả hai bên gia đình hết. Đáng ra mình làm phải là một người con bây giờ chăm lo cho ông bà, chăm sóc cho ông bà, mà bây giờ phải để cho ông bà lo cho con của mình, chăm cháu, rồi lo cho bản thân mình trong đây. Thực sự rất thấy tội nghiệp ông bà, thấy thương cho ông bà. Tôi cũng nói chồng tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, đã để cho mọi người đi vào con đường sai trái, cũng như rằng tất cả mọi người trong vụ án của tôi. Ném mình, buông thả, tìm thành công, nhưng không thỏa mãn một cuộc sống đầy đủ, Vũ Hoàng Anh Ngọc đã gục ngã, tự nhốt đời mình trong hai chữ bi lụy. Cuộc đời của Ngọc Mưu chẳng khác gì những con sóng mải miết xô nhau vào bờ, có lúc cao trào đầy tham vọng, nhưng cuối cùng cũng mỏng manh, tan biến như bọt biển, vô định, chẳng biết đi đâu, về đâu.